Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đến với một địa điểm quen thuộc, đó là tại nhà của anh Cọp, để quay giới thiệu cho các bạn một số phôi mai ha. Rồi, xin chào anh. Rồi, mình xin chào anh Tức. Mình cũng xin chào tất cả anh em nha. Mình giới thiệu mình là tên Cọp. Địa chỉ của mình là chợ Hòa Thạnh, huyện Bình Tri, tỉnh Bến Tre nha anh. Hôm nay mình cũng xin giới thiệu là quay tiếp một cái lô phôi mai nha anh. Rồi, số điện thoại anh. Gồm có 11 cây. Điện thoại anh. Số điện thoại của mình là 0917734507. Mình ship toàn quốc nha anh. Rồi, cây số 1 ha. Nhắc lại anh, hôm qua có anh nào ở Long Mỹ, Hậu Giang anh? Có ghi địa chỉ rồi nhưng mà còn quên cái số điện thoại. Anh nào có xem clip này nhắc lại anh. Nhắc lại mình gửi luôn. Rồi, cây số 1 nha anh. Rồi, số 1 mình quay xa ra cho các bạn xem tay cạnh ha. Rồi, số 1 ha. Số 1 cái bự, cái tầng dùng nha. Này để dành chơi tầng dù ha. Đúng tầng dùng luôn á. Tầng dùng luôn, cái dùng luôn. Rồi. Cao anh ơi. Một mét tám nha quý vị. Rồi, này để chơi tầng dù. Khoan để lại một cái. Này hoành bự ha, to ha. Đây là 54 nha anh, 53. Cái điểm này là 53. Rồi 53. Ầu. Chiều cao 1m8. Hoành 53. Rồi để các bạn xem kỹ ha. Dòng nó đi anh. Cây bự mà. Từ cái mặt này là lên tới đây là cháu vị trí ra dù trên phải không? Rồi, 1m15 tới cái tàng dù là 1m15. Rồi, từ mặt bầu lên chỗ cái tàng dù là 1m15. Cây này giá nhiêu anh? 8 triệu rưỡi nha anh. Rồi, 8 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi, cây số 1, 8 triệu rưỡi. Quá xá nặng rồi. Cây số 2 cũng bự cỡ cây số 1 rồi ha. Thêm người, thêm người. Có trợ giúp ai không? Cao lên chút nữa. Kiếm gì chim bên mấy anh kia lại. Không được anh ơi. Im chưa, im chưa. Rồi, kiên xuống nữa. Rồi, các bạn xem tay cạnh cho kỹ ha. Rồi, cao 1m6, 1m5 hả? Hết dây, hết dây còn đoạn ngắn nữa. 1m5. Rồi, quay xa là nãy giờ cho các bạn xem tay cành rồi đó ha. Rồi, mình lại ra quành ha. Quành vậy đấy. Rồi, dán nghiêng, cành đều. Rồi, quành anh ơi. Xây hoài ha. Quành ngang đây là 47. Rồi, quành 47 nha các bạn, đo ngay vị trí đó nha. 47. Rồi, để đây các bạn ơi. Rồi, nghe điện thoại đi anh. Quành 47. Để nha các bạn. Để cũng đều ha. Cái này mình giao lưu giá nhiêu anh? Cái này 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi nha quý vị. Cây số 2 ha, 7 triệu rưỡi.
Rồi cho cây số 2 xuống luôn. Ôi ôi quá xá nặng. À, số 3. Rồi cao anh ơi. Là 1m05 anh. Rồi 105. Rồi hoành luôn. 105. Người hoành nói ngay đây là 33. Rồi quay qua đây. Thôi đo ngay vị trí đó nha các bạn. 33. Rồi 33. Rồi giá 1,5 triệu anh. 1,5 triệu nha quý vị. 1,5 triệu giá nghiêm. Rồi. Giá thú luôn. Cũng đẹp nè ha. 1,5 triệu cây số 3. Xây em xây qua lăng qua. Cây số 4. Cây số 4 nha anh. Rồi cao luôn anh ơi. Cao 1m15 luôn. Rồi 1m15. 1m15. Đế bè đẹp hơn anh. Bè ha, đế bè ha. Cây này cũng giá 1,5 triệu luôn nha. Rồi cây này 1,5 triệu luôn. Cây này là 36. Rồi 36. 37 mấy tính 36 rồi ha. Rồi đế bè ha, quay một vòng đế luôn. Đó, đang quay đó các bạn. Rồi 1,5 triệu nha quý vị. Rồi cái mã số 4 ha. Mã số 4. Rồi. Số 5. Rồi các bạn quý vị xem tay cành cho kỹ ha. Rồi cao anh ơi. Báo luôn. 1m23. 1m23. Rồi hai mươi bốn quanh giá 1,000,000 nha anh. Rồi đế đây, quay vòng đế anh ơi. 1,000,000 nha quý vị. Có thiên cành đế đẹp. Rồi 1,000,000. À, số 5. À, các bạn quay nó bị gãy rồi kìa, móc đóng lại mới được. Rồi. Mã số 6. Rồi. Hôm qua nó bán rồi xong rồi con. Rồi đó lại anh ơi. Sao là 1 mét tính. Rồi 1 mét chẳng. Hoành luôn. Hoành ở đây là 33. Đó ngay vị trí này ha. Là 33. Rồi 33. Rồi cho một vòng đế luôn. Giá nhiêu anh? Rồi giá 1,4 triệu nha anh. 1,4 triệu nha quý vị. Rồi cái mã số 6 ha. Cái
số 7. Rồi, cao luôn. Con số 7 cũng 1m15. 1m15. Rồi, cháu Hoàng anh ơi. Hoàng 30. Rồi, 30. Nha anh. Rồi, nghe điểm đó ha. 30. Rồi, để đây. Để đẹp luôn. Giá nhiều. Cái này giá 1 triệu 3. 1 triệu 3 nha quý vị. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, bao ship trong nước chứ không có ra ngoài nước. Rồi, số 7 xuống. Rồi, số 8 lên. Né né ra ha mấy đứa. Né đây à. Để hồi trúng à. Né nghèo. Ồ, cái số 8 anh. Né. Rồi, số 8 ha. Dán cũng quái quái ha. Cao 75. Rồi, cao 75. Đây là 75 rồi. Còn ngang đây là 30. 29. Rồi, 29. 30 đi. Giá nhiêu đây? Giá 1 triệu. 1 triệu nha quý vị. Này cho số 9 nè. Rồi, quay đi, quay đi. Rồi, cao anh ơi. Rồi, cứ đo thử. Rồi, cao 40 nha anh. Rồi, 40, tính từ mặt bầu lên nha. Rồi, qua anh. Báo luôn. Đây là 29 nha anh. Rồi xem. 29. Chữ thước. Rồi 29. 29 giá con thú này là 1 triệu nha anh. Rồi. Cái này 1 triệu. Lâu lâu mới gặp con thú nè. Rồi xuống. Đây số 10. Số 10 500. Chiều cao 67. Chiều cao 67. Mình lập nhắc lại nha quý vị. Quanh là 26. Rồi. 500.000 ha, 500 bao ship toàn quốc bao luôn. Ship. Rồi, cây số 10. Còn không? Còn cây số 11 nữa. Rồi, cho cây số 10 xuống. Cây số 11 cuối cùng nha. Số 11 là cây cuối cùng. Cây này cũng dán thú luôn. Dán quái. Rồi cao anh ơi. Tấn này rất là tấn. Cao nó mặt bầu lên là 57. Rồi 57. Anh số anh quần, biết sao không? Quần nó là 25 nha anh. Rồi quần 25. Anh biết sao không? 25. Đây số bạn đóng góp ý kiến là quay có 1 cây mà quay hoài không xong 1 cây. À, nên mình cũng nghe sự đóng góp của các bạn ha. Để coi chẳng có bất hoài ra tính đợi sao quay coi cây tiếp theo. 800 nha anh. Rồi, cây 800 nha quý vị. Rồi. À, quý giáo của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Xin mến chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại clip sau nha anh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.